giữ giãn cách xa nhau như vậy mà Táo với chị dâu cứ hướng ánh nhìn, quái đầu vào nhau suốt. Trúc Nhi, Diệu Nhi ngoan vậy đó. Hai em đều vui tươi, cười tươi rói nức nẻ khi được các cô pha trò. Trúc Nhi, Diệu Nhi đã chiến đấu và hồi sinh ngoạn mục sau cuộc phẫu thuật tách rời hai cơ thể dài 12 tiếng với gần 100 y bác sĩ túc trực. Trước đó, các bác sĩ ghi nhận đây là trường hợp vô cùng hiếm gặp khi hai bé đã dính nhau vào vùng bụng và chậu chỉ có một dây rốn.